Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ cập nhật đến các anh chị một số thông tin của các cái dự án sau. Cái dự án thứ nhất mà em muốn cập nhật đến các anh chị đó là cái dự án QNA3.ai này. Thì đối với cái dự án này, hàng ngày thì các anh chị vào cái mục chat into earn click credit ở đây này. Đây, các anh chị click vào và các anh chị click vào đây để các anh chị chat in nhá. Sau khi các anh chị chat in thì các anh chị phải claim cái credit này. Ở đây thì em đã claim rồi nhá, nhưng mà thường thường thì các anh chị check in và các anh chị đợi một vài ngày thì các anh chị claim một lần để tránh mất nhiều phí nhá. Hiện tại thì cái dự án này nó đã snapshot được một rồi các anh chị. Bây giờ thì em sẽ vào cái Twitter của dự án để cập nhật một số thông tin nhá. Cách đây 13 giờ thì người ta đã có một cái tweet như thế này. Để ở đây thì chúng ta sẽ dịch ký bài đăng này. Thông báo thú vị dành cho cộng đồng QNA3 của chúng tôi này. Tương lai đang đến, dẫn đầu về đổi mới AI và DePIN. Chúng tôi đã trở thành đế áp AI lớn nhất trong thế giới blockchain nhờ sự hỗ trợ từ người dùng trên 166 quốc gia. Và bây giờ chúng tôi đang triển khai sự kiện Airdrop để tôn vinh những đóng góp của bạn này. Ở đây là cái mục phân bổ Airdrop, hoạt động và tín dụng của bạn, xác định chia sẻ của bạn. Chúng tôi đảm bảo những người tích cực nhất trong số các bạn sẽ được thưởng xứng đáng. Với các tài khoản bot được lọc để đảm bảo công bằng, bạn sẽ đủ điều kiện nhận Airdrop nếu bất kỳ điều kiện nào trong 3 điều kiện đáp ứng. Tức là cái điều kiện để các anh chị được nhận Airdrop đợt này đó là người tham gia tích cực. Ảnh chụp nhanh đầu tiên của chúng tôi diễn ra vào ngày 25 tháng 1 năm 2024. Người tham gia có đủ mức độ tương tác sẽ được thưởng. Những người tham gia trước ngày 3 tháng 12 năm 2023 thì sẽ được nhận thêm cái phần thưởng theo cấp độ dựa trên cấp độ hoạt động. Ở đây tức là cái đợt snapshot đầu tiên đấy, người ta đã snap vào ngày 25 tháng 1 rồi. Nhưng mà cái video em chia sẻ đến các anh chị cái dự án QNA3 này đấy, thì em chia sẻ đến các anh chị vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 nhé. Các anh chị đăng ký theo em, các anh chị check in và các anh chị claim về, thì cái số điểm mà các anh chị claim về đấy, trước ngày 25, vào ngày 25 này, người ta chụp và nhận được bao nhiêu, thì người ta sẽ phân phối cái token tương ứng về cho các anh chị nhé. Còn hiện tại thì anh chị nào mà chưa đăng ký hoặc là các anh chị đang điểm danh đấy thì các anh chị cứ điểm danh. Người ta sẽ chụp nhanh vào các cái đợt tiếp theo nữa nhá. Và cái đợt này thì người ta cũng đã snapshot rồi thì thêm đấy thì các anh chị lúc được các anh chị 7 ngày các anh chị claim một lần thì đợt này các anh chị đến claim cỡ 2-3 ngày các anh chị claim một lần nhá. Để nhờ người ta chụp nhanh mà các anh chị chưa claim được thì cái điểm của các anh chị cũng không được bao nhiêu đấy. Và ở đây những cái người mà tham gia vào ngày mùng 3 tháng 12 trước ngày mùng 3 tháng 12 đấy thì họ sẽ được nhận thêm cái phần thưởng nhá, dựa trên các cái cấp độ hoạt động khác nhau. Cái dự án này thì em cập nhật đến các anh chị một số thông tin như thế thôi nhá. Hiện tại thì nó đã snapshot cái đợt đầu tiên rồi vào ngày 25 tháng 1. Các anh chị cứ claim đi và các anh chị tranh thủ các anh chị claim về, claim cái điểm đấy. Thì để các cái đợt khác người ta chụp nhanh thì các anh chị cũng có được nhiều cái điểm đấy nhá. Lúc nào mà nó phân phối token hay là sao đó đấy thì em sẽ tiếp tục cập nhật đến các anh chị sau. Rồi cái dự án thứ hai mà em muốn cập nhật đến các anh chị đó là cái dự án khai thác cái đồng Otara của cái ví Emota. Thì đối với cái ví này thì các anh chị hàng ngày các anh chị vào các anh chị điểm danh 3 lần nhá. Vào lúc 8 giờ sáng, lúc 4 giờ chiều và lúc 12 giờ đêm nhá. Đây hàng ngày thì các anh chị vào cái mục này này. Ở đây nó có cái mục đào thì các anh chị click vào để các anh chị đào. Sau khi các anh chị đào thì các anh chị có thể xem thêm các cái quảng cáo ở đây này. Các cái quảng cáo này thì nó không bắt buộc nhá. Các anh chị thích thì các anh chị xem thêm. Để các anh chị click vào cái mục nhận ngay này. Và các anh chị kéo xuống ở dưới này. Thì ở dưới này nó sẽ có các cái quảng cáo. Nếu mà các anh chị thích thì các anh chị xem thêm các cái quảng cáo này để các anh chị nhận thêm được cái đồng Otara. Các cái quảng cáo này thì nó không bắt buộc nhá. Ở dưới cái mục quay phiên ở đây cũng có này, các anh chị click vào cái chữ chơi ngay này. Đây hàng ngày các anh chị kéo xuống ở dưới này này. Đây có cái mục xem quảng cáo ở đây thì các anh chị xem nhá. Ở đây nó có cái mục kết nối với tài khoản của cái sang Conservi thì các anh chị có thể kết nối để các anh chị nhận thêm này. Để các anh chị nhập cái email của cái tài khoản sang Conservi vào đây nhá. Và các anh chị nhập vào cái chữ tiếp tục này. Các anh chị có thể xem ở các cái mục dưới này, chia sẻ thêm ở trên X, chia sẻ thêm ở trên Facebook. Và các anh chị mời bạn bè của các anh chị để các anh chị nhận thêm các cái lượt quay ở đây nhá. Các cái lượt quay ở đây thì các anh chị có thể quay ở cái mục này này. Cái Otara cao nhất các anh chị khai thác được.
Các anh chị nhận được từ cái vòng quay đó là 10 Otara nhá. Ở đây hôm trước đấy, hôm qua là hôm trước gì đó thì cái số Otara của chúng ta nó sẽ bị trừ do có cái đợt vào tháng 10 đấy các anh chị. Thì em cũng có cập nhật ở bên dạng là vào tháng 10 nhá. Đây. Đấy, vào cái đợt tháng 10 thì cái quảng cáo nó xuất hiện và không giới hạn đấy. Nên bên dự án người ta chốt lại và người ta sẽ trừ ra cái số Otara mà các anh chị xem từ cái việc quảng cáo đó đấy. Thì ở đây em đã bị trừ là 3.868 cái đồng Otara này nhá. Để đảm bảo cái khi mà cái đồng Otara này nó lên sang thì ok hơn đấy. Rồi bây giờ các anh chị quay sang cho em cái mục ngôi nhà ở đây này. Ở đây thì cái tài khoản của em nó đã vào cái hàng chờ ưu tiên này và xếp hàng thứ 35. Còn đối với cái tài khoản của các anh chị, khi các anh chị vào thì các anh chị sẽ thấy như thế này. Khi các anh chị vào thì các anh chị sẽ thấy như thế này nhá. Và các anh chị nhấp vào cái chữ tiếp tục ở đây. Rồi sau đó thì các anh chị sẽ hoàn thành cả cái mục ở trên này để các anh chị nhận thêm điểm. Thứ nhất đó là các anh chị download cái app Imota thì chúng ta đã download rồi nhá. Và các anh chị tạo cái tài khoản này. Thì một cái mục tương ứng như thế này nó sẽ cộng cho các anh chị các cái số điểm tương ứng ở bên này. Chẳng hạn như các anh chị download app thì các anh chị sẽ nhận được 5 point này. Đấy, 5 điểm đấy. Rồi các anh chị đánh giá cái app thì các anh chị sẽ nhận được 10 điểm. Và các anh chị khai thác liên tục 7 ngày thì các anh chị sẽ nhận thêm 10 điểm. Và ở đây các anh chị đây có cái phiên đào 30 ngày liên tiếp thì các anh chị cũng nhận được 10 điểm. Thì các anh chị cứ thực hiện các cái nhiệm vụ ở trên này để các anh chị nhận thêm cái số điểm. Và ở đây nó có cái nhiệm vụ đó là mời một người bạn thì các anh chị sẽ nhận được 50 điểm. Và đối với cái tài khoản của các anh chị đấy, nếu mà anh chị nào mà cảm thấy nó khó quá đấy, các anh chị không mời được bạn. Nếu ở đây cái điểm người ta quy định đó là nếu mà các anh chị đủ 100 điểm thì các anh chị sẽ được vào hàng đời nhá. Hàng đời mình nét đấy. Ở đây cái điều kiện tối thiểu của các anh chị là các anh chị đạt được 100 điểm nhá thì các anh chị sẽ vào được cái hàng chờ tham gia mình nét. Nhưng mà một số anh chị là không tuyển được rep đấy thì cái việc này nó cũng đơn giản thôi, các anh chị có thể lấy cái điện thoại của người nhà đấy, các anh chị tạo thêm một cái tài khoản và các anh chị tiến hành cài sẽ sập mình cái tài khoản đó và các anh chị thực hiện đào một số phiên thì các anh chị đã đủ cái điều kiện rồi. Còn nếu mà các anh chị nào mà cảm thấy không làm như thế được nữa thì các anh chị đợi bên dự án người ta sẽ thêm các cái mục khác nhé để các anh chị kiếm thêm điểm đấy. Các anh chị có thể vào cái Twitter của dự án để các anh chị cập nhật thêm cái thông tin nha. Thì đối với cái dự án khai thác cái đồng Otara từ cái vị Imota này thì nó sẽ minnet vào quý 4 năm 2024 này và nó sẽ được list ở trên các cái sàn vào quý 1 năm 2025 này và nó sẽ sử dụng 70% doanh thu từ quảng cáo để nó mua lại cái đồng Otara mà các anh chị khai thác được đấy. Đây là một cái dự án rất là ok nhá. Theo em thì các anh chị nên tranh thủ các anh chị khai thác để các anh chị kiếm được nhiều cái đồng Otara nhất. Cái dự án vị Imota này thì nó cũng là đối tác của cái sàn Remitano và cái sàn Consavi đấy. Các anh chị nhớ lưu ý là các anh chị vào để các anh chị tham gia vào cái hàng chờ ở đây nhá. Các anh chị vào cái mục trang chủ ở đây này và các anh chị click vào cái chữ tham gia ở đây và các anh chị thực hiện một số nhiệm vụ để các anh chị đủ cái tiêu chí các anh chị tham gia vào cái hàng chờ Mainnet. Cái hàng chờ Mainnet này dạng như các anh chị dạng như người ta để xác nhận cái tài khoản của các anh chị là đã hoàn thành đấy, đã đủ cái tiêu chí đấy. Cái dự án thứ 3 em muốn cập nhật đến các anh chị đó là cái dự án khai thác cái đồng Hira để từ cái dự án Hiprat đây nhá. Đối với cái dự án này thì các anh chị hàng ngày các anh chị click vào cái chữ trainee ở đây này. Đấy và các anh chị click vào cái chữ huấn luyện ở đây. Ở đây nếu mà các anh chị bật kỳ chế độ nên nhưng mà nó vẫn tắt. Đấy, các anh chị gạt cái chế độ nên lên này để cho nó chạy ở dưới nên đấy. Và các anh chị click vào cái chữ huấn luyện nên ở đây. Đấy như thế thì nó sẽ bắt đầu khai thác cho các anh chị. Ở đây nếu mà các anh chị đã bật kỳ chế độ nên rồi nhưng mà sau một vài tiếng nó tắt thì các anh chị phải vào các anh chị bật lại nhá. Ở đây thêm sẽ cập nhật đến các anh chị cái cách để các anh chị nào mà đạt trong cái giải top 400 đấy. Đây, cách đây 1 giờ thì nó sẽ có một cái dòng thông báo như thế này. Gửi và cái xế cho top 400 của chiến dịch testnet này. Cái hàng nộp form đó là ngày 23 tháng 2, hôm nay là ngày 21 rồi nhá, nên các anh chị xem được cái video thì các anh chị tranh thủ các anh chị điền liền. Nếu các anh chị lọt vào top 400 thì các anh chị sẽ nhận được cái 10 đô ở đây này. Rồi bây giờ thì các anh chị truy cập vào cái đường link này cho em này. Cái đường link này thì em sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả của video nhé. Đây các anh chị click vào. Nếu mà tài khoản của các anh chị lọt vào top 400 người đó đấy, được nhận 10 USDT thì nó sẽ xuất hiện cái dòng thông báo như thế này.
Bây giờ các anh chị login vào nhé. Tài khoản của các anh chị nào mà có cái dòng thông báo như thế này, tức là các anh chị đã đủ cái điều kiện đấy. Ở đây thì tài khoản của em đang đứng ở vị trí 18 nhé, và nhận được 10 USDT. Thì bây giờ để đủ điều kiện nhận được 10 USDT thì người ta yêu cầu chúng ta phải tiến hành KYC này. Thì bây giờ các anh chị click vào chữ Go KYC ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành KYC cái tài khoản. Để tiến hành KYC cái tài khoản thì các anh chị có thể sử dụng cái ID card này, cái passport hoặc là cái The River Lion. Ở đây là ID card, tức là cái căn cước công dân nhé. Passport là cái hộ chiếu. The River License này đó là cái bằng lái xe. Thì ở đây em sẽ KYC bằng cái ID card này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ hoàn thành các cái trường thông tin ở dưới này. Ở mục National này là quốc gia, các anh chị click vào. Các anh chị tìm đến Việt Nam nhé. Ở cái mục First Name thì các anh chị điền cho em cái tên của các anh chị. Ở cái mục Last Name này thì các anh chị điền cái họ và tên lọt nhé. Ở cái mục này thì các anh chị chọn ngày tháng năm sinh của các anh chị này. Ở cái mục này thì các anh chị chọn cái giới tính. Đây, các anh chị hoàn thành cho em cả cái trường thông tin này. Và các anh chị click vào cái chữ Next này. Rồi bây giờ thì các anh chị sẽ up cái mặt trước của cái căn cước công dân này, cái mặt sau của căn cước công dân này. Ở cái mục này thì các anh chị viết cho em cái dòng IEN Hub ngày tháng năm mà các anh chị bắt đầu cái xế nhá. Ở tấm hình thứ ba thì các anh chị viết một cái tờ giấy như thế nhá, có dòng IEN Hub ngày tháng năm các anh chị bắt đầu cái xế, và cả anh... sau đó các anh chị cầm với cái chứng minh nhân dân và các anh chị selfie cùng với cái khuôn mặt của các anh chị và các anh chị up lên. Rồi các anh chị nhấn vào cái chữ Next. Rồi như thế là cái IC của các anh chị đã được gửi đi. Các anh chị nhấn vào chữ Complete. Rồi các anh chị nhấn vào OK. Cái thông tin này anh chị nào mà hôm trước chưa điền ấy thì các anh chị vào các anh chị điền nhá. Sau khi các anh chị tiến hành cái IC thì có cái địa chỉ ví ở đây rồi thì người ta sẽ phân phối 10 đô về cái ví này cho các anh chị. Cái phần thưởng ở đây thì người ta sẽ phân phối trong vòng 3 ngày làm việc nhé, 6 ngày 26 tháng 2 này, dành cho những người đã hoàn thành KYC. Rồi như thế là em đã cập nhật đến các anh chị một số thông tin của các cái dự án trên rồi. Bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi cái video của em. Em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.